Chào mừng anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Lato AZ. Và trong số news ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho anh em một chiếc máy có tên là Asus ProArt P16. Và theo những nguồn thông tin mình tìm kiếm được thì rất nhiều người nhận xét rằng nó sẽ là một chiếc máy ngon hơn so với cả ZBrush G16, mặc dù cả hai mẫu máy này có sử dụng chung một cái khung thiết kế. Và nếu để lựa chọn ra một chiếc máy có hiệu suất tốt này, kích thước màn hình 16 inch và phù hợp nhất dành cho dân creator, dân sáng tạo nội dung á, thì trong năm nay ProArt P16 đang là cái sự lựa chọn hàng đầu chứ không phải là ZBrush như mọi năm nữa. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về em nó. Và chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Lato AZ. Mình là Khải. Và trước khi vào tới số new này thì anh em nếu có quan tâm tới những sản phẩm laptop Ultrabook, laptop gaming với mức giá hấp dẫn nhất thì nhớ truy cập vào đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Và chúng ta cũng bắt đầu ngay với những thông tin mình tìm kiếm được về ProArt P16. Đầu tiên, về thông số cấu hình, chúng ta sẽ có một con Ryzen AI 9HX370. Đây là con CPU AMD Gen 5 mới nhất của họ này, với một cào đạn rời sẽ là RTX 4070, ăn mắc là 105W điện, 64GB DDR5 với tốc độ rất cao là 7500MHz và đương nhiên đã được hàn chết nhá. SSD sẽ có 2 thanh, mỗi thanh sẽ có dung lượng 2T để cho cái dung lượng tối đa của ProArt P16 sẽ có là 4TB. Thọ pin là 90Wh và cũng có sẵn luôn chuẩn Wi-Fi 7. Và mắc option cho ProArt P16 sẽ chỉ có là RTX 4070 mà thôi. Còn nếu anh em đã sắm tới những sản phẩm kiểu ZBrush G16 thì chúng ta sẽ có những cái option cao hơn với 4080 hoặc là 4090. Và mức giá cho chiếc máy này khi mình tìm kiếm trên những cái website của nước ngoài như là Amazon hay là Best Buy thì nó sẽ dao động từ 1800, 1900 cho tới hơn 2000 đô, nghĩa là từ 50 cho 60 triệu tùy phiên bản cấu hình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần ngoại hình cũng như là về phần chất liệu hoàn thiện của ProArt P16. Với phần khung máy sẽ được sử dụng chung so với cả ZBrush G16 luôn. Và đó cũng là lý do tại sao chúng lại được mang ra để so sánh với nhau nhiều đến như vậy. Đương nhiên là máy sẽ được hoàn thiện vô cùng tốt này, với cả khung kim loại và mặt đựng hợp kim nhôm. Về phần họa tiết thì nó cũng sẽ không có gì quá đặc biệt trên phần thân máy cả. Chỉ có phần trơn nhẵn và một cái dòng chữ là Asus ProArt nằm phía góc dưới mà thôi. Và việc bỏ đi cái đường slat lining trên G16 cũng sẽ giúp cho P16 trông đơn giản và kiểu dạng như là chuyên nghiệp dành cho công việc hơn khá là nhiều ấy, nếu anh em là một người ưu tiên công việc hơn so với cả việc chơi game, đúng không nào? Về phần tính di động thì đây là một trong những chiếc máy có kích thước màn hình 16 inch nhỏ gọn nhất trên thế giới theo những hãng Asus công bố. Với cái size máy thì anh em nhìn ở đây, cảm tưởng nó kiểu như là một chiếc máy kích thước màn hình 15,6 inch vậy. Và cân nặng cũng sẽ chỉ có vỏn vẹn 1,8kg thôi, khá là hợp lý rồi. Màn hình của em nó thì cũng sẽ được trang bị rất nhiều những thông số cực kỳ là hay ho luôn, với độ phân giải 4K, kích thước 16 inch rồi, tỷ lệ 16:10, có tấm nền là OLED, có cảm ứng luôn và tần số quét sẽ chỉ là 60Hz mà thôi. Về độ bao phủ màu sẽ là 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 99,3% DCI-B3. Cái điểm đáng chú ý thì có lẽ sẽ chỉ đến từ phần tần số quét thôi, có những cái thông số khác mình nghĩ rằng nó đang quá là tốt rồi. Với 60Hz, công nhận là một chiếc máy với phân khúc cao như vậy lại còn trong năm 2024 nữa thì có thể rất nhiều anh em sẽ băn khoăn thắc mắc rằng là như vậy thì có thấp quá hay không. Nhưng nếu mà hãng Asus họ đã hướng cái chiếc máy này dành cho những cái đối tượng là về công việc, là về việc sáng tạo nội dung, creator, thì mình nghĩ rằng là tần số quét 60Hz nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng công việc. Trong khi đó thì những cái yếu tố liên quan tới độ phân giải, độ sáng, độ phủ màu hay là tấm nền thì mình nghĩ rằng nó quan trọng hơn rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là về hiệu năng trên chiếc máy này. Chúng ta sẽ trang bị một con CPU Gen 5 mới nhất đến từ nhà AMD với 12 nhân và 24 luồng. Trong đó thì 12 nhân sẽ bao gồm là 5 nhân Gen 5 và 8 nhân Gen 5C. 5C thì anh em có thể hiểu nó giống như kiểu nhân P và nhân E của nhà Intel vậy. Và với CPU 2024 thì con chip này cho ra cái phần hiệu suất là nhỉnh hơn Intel Core 9185H đến từ ZBrush G16. Và đây cũng là số điểm cao nhất so với cả dàn laptop gaming mỏng nhẹ với những kiểu laptop F16 hay là Alienware M16. Và sẽ chỉ thua một số đại diện laptop gaming thuần kiểu dạng thiết kế to nạc mà thôi. Nói chung khá là ấn tượng so với cả Ryzen AI năm nay. Với những cái bài benchmark đến từ bộ Adobe ở Photoshop đi ha, chúng ta sẽ có một cái phần khả năng được thể hiện rất xuất sắc luôn. Anh em sẽ thấy rằng là chiếc ProArt này có kết quả vượt qua một vài cái tên được sở hữu cả Cobol i9 và 4090. Nhưng mà sang đến cả DaVinci Resolve thì có vẻ như là những cái CPU Intel sẽ cho ra một cái lợi thế là nhỉnh hơn một chút xíu so với cả đại diện Ryzen AI này. Nói chung thì đây cũng là một kết quả rất là tốt rồi, bởi vì thực ra thì Ryzen 9 AIHX370 cũng là một con chip mới được ra mắt gần đây thôi. Họ chưa có quá nhiều thời gian để có thể tối ưu cũng như là cải thiện được cho hiệu suất của nó. Về phần hiệu năng khi mà chúng ta làm với cả chơi game, mặc dù không phải là một chiếc laptop gaming, nhưng rõ ràng với một cái bộ cấu hình như vậy thì nó sẽ không thể gặp một cái vấn đề gì khi mà chúng ta chơi game được. Hiệu năng trung bình nó sẽ có phần nhỉnh hơn so sánh với cả là ZBrush G16 với Contra 9 và 4070 trong tựa game Cyberpunk 2077.
Thậm chí là nếu anh em đẩy lên cái độ phân giải 2K và 2 setting thì chiếc ProArt P16 này vẫn có thể đạt được là trên 60fps. Thế nên là giải trí với game các thứ sau giờ làm việc thì mình nghĩ rằng cũng ok thôi. Chỉ hơi cần cẩn một chút là nếu anh em chơi tựa game eSport như là Valorant hay CS2 thì cái màn hình 60Hz có vẻ là nó sẽ hơi tù một tí anh em ạ. Rồi, về khả năng nâng cấp thì nó cũng sẽ hàn chết giống như chiếc Zephyrus G16 thôi. Nhưng mà P16 sẽ có sẽ điểm lợi hơn là có sẵn luôn 64GB RAM, trong khi ở những cái bản base của mình thì G16 sẽ chỉ có 16GB RAM mà thôi. P16 cũng sẽ có thêm 2 khe SSD này. Và cái phiên bản ở đây chúng ta sẽ có sẵn luôn là 2 thanh 2TB. Cao cấp 27 cũng sẽ có thể là nâng cấp và thay thế được. Và với một sản phẩm hướng đến những công việc như là sáng tạo nội dung thì việc có nhiều cổng kết nối để có thể là sử dụng những thiết bị ngoại vi bên ngoài này hoặc là lưu trữ dữ liệu qua phần thẻ nhớ thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là cần thiết. Với phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có là một cổng A, một cổng C và một khe thẻ SD full size luôn. Thì cái điều này rất là hay này. Phía cạnh trái thì sẽ là một cổng sạc, một cổng HDMI, một cổng C và một cổng A nữa và thêm một jack tai nghe 3.5. Và mình có đọc một vài bài review của nước ngoài thì nếu anh em mua những option cao của ProArt P16 thì thậm chí là Asus sẽ còn tặng thêm cho anh em là cái phần dongle của cổng mạng LAN. Đó, thì anh em cũng sẽ không cần quá lăn tăn về việc là thiết bị thiếu cổng mạng LAN nhé. Về phần sử dụng pin thì đây cũng là một điểm được AMD chú trọng rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua trên những cái dòng Gen 5 mới của mình. Và thực sự là với chiếc ProArt P16 thì nó có một thời lượng sử dụng tốt thật. Nếu anh em chỉ xem video thôi thì cái thời lượng sử dụng tối đa có thể đạt tới là hơn 8 tiếng rưỡi. Vẫn thua thiệt một chút xíu so với cả Intel Contra, nhưng mà đây là dòng HX của Ryzen AI mà. Về phần bàn phím thì P16 sẽ có phần bố trí keycap có khác đi một chút so với cả Zephyrus G16, trông nó gọn gàng hơn và phần LED thì sẽ chỉ là đơn sắc thôi. Phần loa thì cũng sẽ giống hệt so với cả Zephyrus, nghĩa là họ sẽ đặt cạnh luôn cả phần bàn phím. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái phần chất lượng âm thanh rất tốt và sẽ là một trong những trang bị loa tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại của thế giới Windows. Trackpad của chiếc máy này thì cũng sẽ có kích thước rất là lớn và được phủ kính mịn. Đương nhiên là với những sản phẩm creator của nhà Asus thì họ cũng sẽ đính kèm cho ông ta là phần dial pad để giúp anh em có thể sáng tạo hơn trong những cái phần công việc của mình, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta muốn tăng giảm độ sáng hay là tăng giảm âm lượng. Và đó là những cái điểm nổi bật nhất mà mình đã nốt ra dành cho anh em trên chiếc Asus ProArt P16 2024 này. Và mức giá 60 triệu đồng cho một chiếc máy chuyên nghiệp dành cho dân creator. Có thể nhiều anh em sẽ nói rằng là nó đắt, nhưng mà đấy là anh em nhìn trên cái phần thông số cấu hình cũng như là về những cái điểm mà anh em quan tâm thôi. Chứ còn thực tế ra thì ProArt P16 nó mang lại rất nhiều những cái giá trị lớn lao khác dành cho những cái người thực sự là cần nó. Và có lẽ rằng mình sẽ để anh em comment thêm phía bên dưới xem là với anh em thì 60 triệu đồng cho chiếc ProArt P16 này nó đã hợp lý hay chưa nhá. Còn giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Lao Tô AZ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khải.